đi cả ngày trời rồi mà không thuê được nhà. Kiểu này tối nay chắc phải ngủ bờ ngủ bụi quá. Mệt quá. Cô ơi. Ơi. Cho con hỏi cái là ở gần đây có chỗ nào thuê phòng trọ không cô? À, cô không biết nữa, để con đi xuống xuống vậy nữa coi thử cô có không. Chỗ kia con vừa đi qua mà cũng không có cô ạ. Vậy để con về tôi đấy. Con từ thành phố đi lên đây cô. Về thì con đi xuống về kia về Hương có thử nha con. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Hello Bảo. Hello, đừng nói chạy ra Quảng Hòa Mai chứ. Sao con biết hay vậy? Tại vì Quảng Hòa Mai hướng này, em đi ra hướng này, không phải ra Quảng Hòa Mai thì đâu nữa. Đúng rồi. Ủa là đi mua đi chơi hả? Đúng rồi con, em vừa được mẹ cho 2 xì nè. Trời ơi, 2 xì luôn, rồi. Ủa, giàu nha. Ủa, anh ở ngoài đó như thầy bữa nay bà Mai á. Mua những cái đồ chơi và xịn xò đắt tiền lắm. Đừng ngại ra ngoài kia lại hút cái món đồ chơi 200 luôn chứ. Đúng rồi con. Ờ, thôi chạy ra mua đi. Okay, mà trời sắp mưa đó, cố gắng chạy nhanh, xong rồi chạy qua nhanh nha bà nha. Ok anh con. Anh chạy về nhà, anh làm việc nhà cho anh xíu nha, okay. Cho mẹ xíu nha. Ok anh con. Chạy nhanh gặp mưa nha bà nha. Ok anh con. Wow, công nhận món đồ chơi này đẹp thiệt. Wow. Chết cha, trời mưa to rồi. Ủa, anh có phải anh Củ Cải không? Ủa, hình như là Bảo phải không nhờ? À đúng rồi. Ủa em đi đâu đây? À em đang chuẩn bị cầm món đồ chơi này qua nhà anh Công Nguyên nè. Ủa em mua đồ chơi mới hả? Đúng rồi, em mới mua luôn. Nhìn đã thế. Anh cũng có bộ đồ chơi mới đó, em muốn xem không? Muốn. Đây. Wow. Xe đua nha. Ui nhìn đẹp vậy anh cô gái. Ấy mà nhà anh Công Nguyên gần đây không em? Dạ có. À hay là bây giờ anh em mình về nhà Công Nguyên chơi đi. Ok. Đi dẫn anh đi. Sắp tới nha em. Dạ đây là nhà anh Công Nguyên đây nè. Ồ cái nhà này hồi nãy anh vừa đi qua này. Đúng rồi. Anh gặp mẹ của Công Nguyên hay sao á? Cái bà mới này là quét rác ở đây là đúng rồi mẹ anh Công Nguyên á. Vậy hả? Đúng rồi. Rồi gọi anh Công Nguyên ra đi em. Anh Công Nguyên ơi, anh Công ơi. Rồi vào đi em. Kìa. Cô Cải đúng không? Công Nguyên đúng không? Ủa sao em quen được Củ Cải vậy Bảo? Mới nãy em đi mua đồ về á. Em đi đường em gặp anh Củ Cải luôn. Phải không? Đúng rồi. Ủa hồi nãy Củ Cải như đang ở thành phố mà sao lại lên đây? Thì lên đây để lập nghiệp này, đang tìm nhà để thuê ở này, nhưng mà đi cả ngày từ thành phố đi lên đây. Khổ quá không tìm được nhà luôn. Ủa là đi bộ lên hay là đi xe khách lên? Đi bộ lên. Gì đi bộ lên? Sai mà. Sai mà. Chắc đi xe khách gì xạo Công Nguyên đúng không? Xạo lắm người xạo. Bởi vì sao cái khu này là nhà trọ ít lắm. Đúng rồi. Bây giờ tạm thời đi vô nhà Công Nguyên đi. Ở lại rồi. Đi rồi ngày mai Công Nguyên dẫn xuống cái khu gì kia. Nhiều nhà trọ lắm. Được đó. Bà chơi đi. Chạy vô nhà Công Nguyên đi. Đi. Wow, nhà Công Nguyên đẹp thế. Nhà Công Nguyên rộng lắm. Ê, hay sao không Củ Cải ở lại nhà Công Nguyên luôn, đừng đi tìm nhà trọ nữa. Cũng muốn lắm nhưng mà mình muốn ở thoải mái một xíu á. Là muốn ra ngoài thoải mái hả? Này, vừa mới mua bộ đồ chơi mới này. Ủa, có phải là cái xe này ở ngoài kia không ta? Cái quán cái bà Mai đúng không? Vừa mới mua ở cái đầu hẻm tập hóa đầu hẻm này. Quán bà Mai đó Bảo. Thôi bây giờ là Công Nguyên không có đồ chơi hay là giờ Củ Cải với chơi Bảo? Chơi chung. Nhưng bây giờ người nào đi viết rước? Để Củ Cải mở cái bộ đồ chơi này ra cho rẻ tiền hơn mà. Rẻ tiền là mình xem cái bộ đồ chơi Củ Cải có gì hay nhá. Đây, để mình mở ra cho các bạn xem nhá. Wow, nhìn xe to Bảo hả? Đây là một kiểu dáng xe đua kiểu thể thao nhá. Wow, màu chủ đạo là màu xanh da trời và màu cam này. Ủa nhưng mà sao Củ Cải sao nhìn thấy bánh nhiều vậy ta? Đây, bốn cái bánh bốn bên này á là để giảm va chạm nha. Lúc nào mà nó sắp đâm vào tường á là mấy cái bánh này nó sẽ đẩy đấy. Đúng. Xe chạy này đó, thấy chưa? Wow. Nhìn chạy này. Ui chị nhanh nghe cái âm thanh không? Đúng rồi, âm thanh là chạy bằng cót đó. Ủa lắc cái bộ này chạy bằng cót hả Củ Cải? Đúng rồi. Màu đã quá ha. Nhìn đẹp thiệt rồi. Nhìn ngầu quá. Quá là đỉnh luôn nha. Màu xanh da trời này chứ. Mà cái này nó có cái bộ tem lửa nè, nhìn đã ha. Đây là cái logo của nó này, hãng đua xe nổi tiếng luôn á. Hãng này hãng gì á Củ Cải? Racking này. Racking Boy hả? Đúng rồi. Đây, xem tốc độ chạy của nó này. Ok. Wow. Cái này mạnh lắm ha. Chạy hơi bị lâu luôn đó nha. Xịn sò quá ha. Đâu, Củ Cải đem dần dần ở dưới sao nào? Đây. Củ Cải biết sao không? Công Nguyên còn một ý tưởng đây nè. Sao? Mai mốt mình biết cái này làm gì không? Mình chạy xe điều khiển từ xa đó. Được đó. Công Nguyên còn mấy cái bộ đưa mạch điều khiển á. Mai mốt thả này ra. Là hơi bị đụng bài luôn đó Củ Cải. Vậy thì mình cứ thử chế xem sao. Đó. Rồi bây giờ đến lượt của Bảo đi ha. Xem một đôi chơi của Bảo nào. Đâu, của Bảo xem như nào không? Cái bộ này bộ zombie hả Bảo? Đúng rồi anh Công, để em thảo ra. Trên này mình nhìn thấy có cái súng nhìn vui chứ nè. Wow. Còn có mắt hay sao á? Hơi cứng anh Công ơi. Để anh phụ cho. Để Củ Cải phụ đi. Đây. Rồi, được rồi anh Công ơi. Đấy. Xịn cho. Wow, đẹp nhờ. Quá đẹp luôn ha.
Wow. Nó còn mấy viên cái gì nè anh con ơi? Cái dây kìa, cái dây ha. Cái này là cái đạn hả? À bảo ở trên dây nhìn thấy con cái kính cái bảo kìa. À đúng rồi anh con ơi. À có cái kính dừa. Đúng không? Dừa. À, cái kính nhựa này để bảo vệ mắt đó. Đúng rồi. À. Hay là đeo cho Hoa ta? À, đây, đây, em biết rồi. Là mình lấy cái dây này mình buộc vô rồi mình đeo cho mình nè. À giống như là kính bơi luôn á. Ủa cái này mới mốt làm kính bơi được á hà đúng không? Đúng đấy. Thôi bây giờ tạm thôi mình bỏ cái kính nó sang một bên đi ha. Đây mình tập trung vào nhân vật chính đi. Này cái súng này chơi như thế nào bảo? À cái súng này á là mình bỏ đạn vô đây nè. À bỏ đây hả? Bỏ vô đây. Rồi. Đó. Rồi chơi sao? Xong rồi để em nạp đạn đó. Đó là em kéo. Ủa em chưa biết chơi. Đó. À là mình lấy hơi đã. Thì ra là cái súng này biết rồi. Cái súng này nó nén hơi đúng không công Nguyên? Ờ đúng rồi cái này nó nén hơi nó giống dòng thục á. Đây cho đạn vào đây này. Đó. Rồi sau đó nén hơi thật chặt nha. Đúng rồi mình nén hơi đi, mình nén hơi đi. Mình bật con zombie đi. Đây đây bây giờ. Đây, bây giờ mình làm một đó, mình bật con zombie nha. Thử bắn bóng hoa nha. Wow. Ghê chưa? Ô nó nổ nghe đã tai lắm cô gái. Nó nổ bay ra cả khói luôn đấy. À. Này nhìn nha. Con zombie nó rớt rồi. Đây. Nó không đứng được anh công ơi. Từ bình tĩnh. Đây. Bảo đau tay bảo không dám cầm mà. Đây, xem này. Rồi ok. Thử nha. Wow! Ôi nó mạnh lắm cô cái à. Mạnh kinh khủng luôn đấy. Ờ nó mạnh ghê luôn á. Con zombie tép đầu luôn con. Tao đẻ công viên xem cái này coi nào. Wow! Ôi nhìn đẹp quá ha. Ê giống củ cà rốt chứ này. Ôi, nó giống củ cà rốt đó ha. Đúng không? Củ cà rốt. Củ cà rốt này. Củ cà rốt có mắt. Ồ hay quá, cái này nó cho mình bao nhiêu viên đạn ta? Hình như là 6 viên. 3 4 5 6 anh công ơi. Ồ 6 viên hả? Viên xốp này, viên đạn nó không gây sát thương anh công ơi. À nó mềm hả bảo? Đúng rồi. Tao bảo xem. Đây. Ê Bảo, em có dám thi bắn với anh không? Dám chứ. Bây giờ có 6 viên đạn này, mỗi người 3 viên. Đây, mục tiêu rất là nhiều nha. Đúng rồi. Xem ai bắn đủ nhiều hơn, người đó là thiện xạ nha. Ok anh, cô gái. Cho em bắn trước luôn. Okay. Đây, anh cầm đạn cho. Rồi. Viên đầu tiên nha. Để xem nào. Thiện xạ Bảo của chúng ta nào. Wow, tuyệt rồi nha. Rồi. 2 viên nữa nha. Rồi nè. Wow. Ui, nó đúng chưa? Đúng chưa? Chưa trúng anh. Chưa đúng hả? Đúng rồi, đây nè. Thì phát đó là phát cuối này. Trượt hết rồi nha. Đây, giờ tới lượt anh này. Ok. Đây, xem nha. Để xem có dính hay không. Wow, một phát đủ hết luôn. Rồi, thế là biết ai là thiện xạ rồi đúng không? Sao thấy bắn ghê chưa? Cái này hay đó nhưng mà biết sao không? Cái này như là bắn được liên thanh luôn á Bảo. Bắn liên thanh luôn à? Cái này là mình nhét hết tất cả 6 viên qua đây nè. Wow. Xong rồi mình cứ nạp đạn mình bắn thôi. Bắn thử xem nào, bây giờ để công nguyên bắn thử nha. Bắn đi. Hồi nãy bảo bắn gà đúng không? Đây để công nguyên bắn nè. Wow! Vẫn còn. Bắn cho nó bay đi. Bắn cho nó bay luôn công ơi. Ô wow. Wow, 2 viên luôn kìa. Còn. Wow, hay nhỉ. Bạn liên thanh luôn đó. Đúng rồi anh con. Bạn biết sao? Mình có đồ chơi xịn sò này nè. Bây giờ mình chạy lên đầu làng đi. Trên đó mấy đứa nhỏ cũng thích lắm á. Vậy hả? Trên đó bọn nó cũng có nhiều đồ chơi lắm, mình đem lên mình khoe bọn nó. Được á, mình đi luôn đi. Đi.